ngày 3 tháng 10, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức tuyên truyền hướng dẫn và vận động người dân tháo dỡ các khung sắt bịt kín kiểu chuồng cọp, lồng chim tại các hộ dân ở chung cư 19 đường Nguyễn Biểu. Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp thời gian qua và nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trên địa bàn, đặc biệt báo động vấn đề thoát nạn khi có cháy. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động 21 hộ gia đình sống ở chung cư 19 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, tháo dỡ chuồng cọp, cắt bỏ một phần chuồng cọp để tạo lối thoát nạn thứ hai nếu có sự cố cháy nổ xảy ra. Công an quận 5 cho biết, phần lớn các căn nhà phố được lắp đặt song sắt bịt kín ban công tạo thành chuồng cọp hay lồng chim. Nếu như có sự cố ngoài lối thoát nạn bên dưới ở tầng trệt để chạy ra ngoài thì người dân có thể di chuyển trên lầu mở cửa ra các ban công. Nhiều người dân cho rằng việc lắp đặt chuồng cọp để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống trộm. Nhưng khi có sự cố xảy ra, muốn thoát ra ngoài sẽ rất khó khăn. Hoặc lực lượng chức năng, xe chữa cháy tiếp cận thì thời gian mở được khung sắt kiểu chuồng cọp, lồng chim rất lâu, không đảm bảo được việc cứu nạn kịp thời.